everyone, welcome to our lesson today. I'm very happy to see all of you again. Chào tất cả các em, cô rất vui khi gặp lại các em trong chương trình dạy học ngày hôm nay. Các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung ôn lại toàn bộ kiến thức từ vựng của học kỳ 2, từ bài số 10 cho tới bài 16 của chương trình sách giáo khoa tiếng Anh 12 hệ 7-5 nhé. Nội dung của bài học ngày hôm nay sẽ tập trung vào những phần sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ ôn lại nghĩa của từ thông qua các chủ đề của bài học. Thứ nhất, endangered species in unit 10, books in unit 11, water sports in unit 12, international organization in unit 14, women in society in unit 15, the association of Southeast Asian nations in unit 16. Và sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập liên quan tới pronunciation and vocabulary. Các em thân mến, khi học một từ vựng, ngoài nghĩa của từ thì các em không quên học dấu nhấn cũng như cách đọc của nó. Bởi vì khi chúng ta quên phần này thì cô chắc chắn các em sẽ gặp khó khăn trong việc làm bài tập liên quan tới pronunciation. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hệ thống toàn bộ từ vựng thông qua sơ đồ tư duy cũng như nhóm từ. Thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy cũng như nhóm từ sẽ giúp cho các em dễ dàng liên hệ với các từ vựng khác thông qua chủ đề chính. Và cách này sẽ giúp cho các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn cũng như ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần đầu tiên, chủ đề Endangered Species. Trong phần này, cô sẽ tập trung vào Species Extinction, đó là sự tuyệt chủng của loài. Cô sẽ đi qua vào 3 phần nội dung chính. Thứ nhất là Causes. Thứ hai là Consequences. Thứ ba là Solutions. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần đầu tiên, Causes, nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là habitat destruction. Habitat destruction, sự tàn phá môi trường sống. Cụ thể là drainage of wetland. Drainage of wetland, sự tháo nước ra khỏi vùng lầy. Deforestation. Deforestation, nạn phá rừng. Urbanization. Urbanization, sự đô thị hóa. Drought or dam construction. Drought or dam construction, sự xây dựng đường xá hay đập nước. Nguyên nhân thứ hai, commercial exploitation. Commercial exploitation, sự khai thác thương mại. Nguyên nhân thứ ba, pollution. Pollution, sự ô nhiễm. Cụ thể đó là người ta đã sử dụng các toxic chemicals. Toxic chemical, các chất hóa học độc hại. Contaminated water. Contaminated water, đó là làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Đây chính là các nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng của loài. Và hậu quả của nó là gì? Consequences. Chính là dẫn tới loss of biodiversity. Loss of biodiversity chính là làm mất đi sự đa dạng sinh học. Giải pháp của nó là gì? Solutions. Giải pháp thứ nhất, raise people's awareness. Raise people's awareness, nâng cao nhận thức của con người. Thứ hai là enact laws. Enact laws, ban hành các luật để ngăn cấm sự buôn bán cũng như săn bắn động vật hoang dã. Thứ ba là Establish Reserve hay là Set Up Reserve, đó là thành lập các khu bảo tồn. Cô muốn giới thiệu cho các em các word patterns and phrase faces trong chủ đề ngày hôm nay. To be in danger of, be threatened with, to be on the verge of. Ba từ này đi với extinction, có nghĩa là có nguy cơ bị tuyệt chủng. Drive something to the verge of extinction. Drive something to the verge of extinction. Dẫn cái gì tới bờ tuyệt chủng. Make an effort to do something. Make an effort to do something. Nỗ lực làm việc gì. Protect somebody something from or against. Protect somebody something from or against. Bảo vệ ai cái gì khỏi việc gì. Benefit from. Benefit from. Hưởng lợi từ. Result in. Result in. Or lead to. Lead to. Dẫn tới việc gì. Chủ đề thứ hai đó là books. Cô chia làm hai nhóm từ. Thứ nhất là ways of reading books và types of books. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi qua ways of reading books, có nghĩa là cách đọc sách. Từ đầu tiên, taste. Taste, đọc thử. Swallow. Swallow, đọc ngấu nghiến. Chew. Chew, nghiền ngẫm. Digest. Digest, đọc và suy ngẫm. Deep into, deep into, đọc lướt. Chúng ta đi qua nhóm từ thứ hai, types of books,
các thể loại sách. Thriller, thriller, giật gân, ly kỳ. Romance, romance, lãng mạn. Các em lưu ý từ này có thể nhấn vào âm nhất hoặc âm thứ hai. Novel, novel, tiểu thuyết. Science fiction, khoa học viễn tưởng. Craft, craft, thủ công. Comic, comic, truyện tranh. Biography, biography, tiểu sử. Và chúng ta đi qua một số phases. Đầu tiên, hard to put up again, hard to put up again, khó có thể cầm lên lại được. Hard to put down, hard to put down, khó có thể bỏ xuống. Pick up, vớ lên. Put down, đặt xuống. Chủ đề tiếp theo là water sports. Đầu tiên, cô chia làm hai nhóm từ, đó là types of water sports, các loài thể thao dưới nước, và equipment, các trang thiết bị. Chúng ta đi qua types of water sports. Swimming, swimming, bơi lội. Synchronized swimming, bơi nghệ thuật. Water polo, bộ môn bóng nước. Windsurfing, windsurfing, bộ môn nước ván buồm. Drawing, drawing, chèo thuyền. Scuba diving, môn lặn có bình dưỡng khí. Các trang thiết bị các em nhé. Swimsuit, swimsuit, đồ bơi. Sailboat, sailboat, thuyền buồm. Boat, boat, thuyền. Oars, oars, mái chèo. Air tank, bình dưỡng khí. Regulator, regulator, máy điều chỉnh khí. Wetsuit, wetsuit, đồ lặn. Fins, fins, chân vịt. Một trụ điểm tiếp theo trong water sport chính là water polo. Cô chia làm 3 nhóm từ, thứ nhất là people, thứ hai là things và thứ ba là balls. Chúng ta sẽ đi qua nhóm từ đầu tiên là people. Goalie, goalie, or goalkeeper, goalkeeper, thủ môn. Defensive player, hay defender, defender, hậu vệ. Referee, referee, trọng tài. Opponent, opponent, đối thủ. Chúng ta đi qua nhóm từ thứ hai là các đồ vật. Goal, goal, khung thành. Vertical pose, vertical pose, cột dọc của khung thành. Crossbar, crossbar, xà ngang của khung thành. Net, net, lưới. Chúng ta đi qua nhóm từ thứ ba là balls. Sprint for the ball, sprint for the ball, bơi nước rút để giành lấy bóng. Advance the ball, đưa bóng lên phía trước. Pass the ball, truyền bóng. Punch the ball, đấm bóng. Touch the ball, chạm bóng. A free throw, một cú ném tự do. Và chúng ta sẽ đi qua các word patterns and phrase spaces. Interfere with, can thiệp vào. Commit a foul, phạm lỗi. Eject somebody from, loại ai ra khỏi một nơi. Penalize somebody something for, phạt ai, phạt cái gì, về điều gì. Chủ đề tiếp theo chính là International Organization. Trong phần này, cô sẽ tập trung vào mục đích hoạt động của các tổ chức. Tổ chức quốc tế đầu tiên mà cô muốn đề cập trong phần này chính là Red Cross, hội chữ thập đỏ. Mục đích hoạt động của tổ chức này trong thời chiến đó là gì? Reduce suffering chính là giảm nỗi đau. Cho các wounded people, cho những người bị thương, cụ thể là soldiers, các người lính. Civilians, thường dân. Prisoners of
prisoners of war, tù binh. Và trong thời bình thì là ghi medical aid. Ghi medical aid đó là hỗ trợ về y tế. Cụ thể là cho các victims of disaster, victims of disaster, cho các nạn nhân của các thiên tai lớn, hay chúng ta có một tên gọi khác là the disaster stricken, cụ thể là các thiên tai floods, lũ lụt, earthquakes, động đất, tsunami, sóng thần, epidemics, dịch bệnh, famines, nạn đói. Tổ chức thứ hai chính là WHO, viết tắt của từ World Health Organization, Tổ chức Y tế Thế giới. Mục đích của tổ chức này đó là tiến hành nghiên cứu về medical development. Medical development đó là phát triển y học. Thứ hai là International Healthcare. International Healthcare đó là chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Tổ chức thứ ba là UNICEF, viết tắt của từ United Nations Children's Fund, đó là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Mục đích hoạt động của tổ chức này chính là bảo vệ Children's Rights. Children's Rights, đó là quyền của trẻ em. Và cụ thể là Basic Needs. Basic Needs, đó là các nhu cầu thiết yếu. Cũng như phát triển các full potential, các tiềm năng tối đa. Tổ chức tiếp theo đó là WWF, viết tắt của từ World Wildlife Fund, tức là Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới. Mục đích hoạt động của tổ chức này chính là bảo vệ Endangered Wild Species. Endangered Wild Species đó là bảo vệ các loài động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và thứ hai đó là Habitat. Habitat đó là bảo vệ môi trường sống của chúng. Tổ chức tiếp theo chính là UN, viết tắt của từ United Nations, chính là Liên Hợp Quốc. Mục đích hoạt động của tổ chức này đó là bring international peace đó là đem lại hòa bình trên toàn thế giới. Thứ hai là promote friendly relation, cải thiện các mối quan hệ bằng hữu trên các quốc gia. Thứ ba là bring human rights có nghĩa là đem lại các quyền cho con người, đó là về races, chủng tộc, religions, tôn giáo, languages, ngôn ngữ, sex, giới tính. Các cụm cố định cô muốn giới thiệu trong chủ đề này chính là be dedicated to, đồng nghĩa với từ be devoted to, có nghĩa là cống hiến vào việc gì. Động từ của nó là dedicate something to, và từ đồng nghĩa là devote something to. Và hai phrasal verb là wash away, quét sạch. Stand for, viết tắt của, đại diện cho. Chủ đề tiếp theo của bài học ngày hôm nay chính là Women in Society, phụ nữ trong xã hội. Và chúng ta sẽ tập trung vào women. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, đó là theo deep-seated cultural beliefs, đó là theo quan niệm văn hóa lâu đời, thì người phụ nữ suited for phù hợp với đó là childbearing, việc sinh con, và homemaking, việc chăm sóc gia đình. Thứ hai là no involvement in, không được tham gia vào, đó là business, việc kinh doanh, politics, chính trị. Bởi vì widespread doubt, sự nghi ngại chung đó là intellectual ability, về năng lực trí tuệ của họ. In the age of enlightenment, vào thời đại khai sáng, There was a struggle for rights, đó là có sự đấu tranh để giành quyền. Thứ nhất là social status, giành vị thế xã hội. Economic status, vị thế kinh tế. Political status, vị thế về chính trị. In today's society, trong xã hội ngày nay,
Women have equal rights to men. Women have equal rights to men. Người phụ nữ có quyền như người đàn ông. Về work opportunity. Work opportunity. Cơ hội việc làm. Pay. Pay. Việc trả lương. Vote. Vote. Bầu cử. Cũng như formal education. Formal education. Học hành. Các cụm cố định ở trong chủ đề ngày hôm nay. Discriminate against. Discriminate again. Phân biệt. Accord something to somebody. Accord something to somebody. Gán cái gì cho ai? On the basis of. On the basis of. Theo, dựa vào, trên cơ sở. Chủ đề cuối cùng của bài học ngày hôm nay chính là The Association of South Asian Nations. Đó là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN. Cô đi qua phần đầu tiên chỉ là main goals, mục đích chính của tổ chức này. Thứ nhất là accelerate, accelerate, đó là thúc đẩy. Economic growth, sự phát triển kinh tế. Social progress, tiến bộ xã hội. Cultural development, sự phát triển văn hóa. Thứ hai là promote, promote, đó là thúc đẩy, phát triển. Peace, peace, hòa bình. Stability, stability, sự ổn định. Special attention, tổ chức này chú ý đặc biệt tới. Trade, trade, thương mại. Và ước tính năm 2020 sẽ thành lập một free trade area, khu mậu dịch tự do. Thông qua ASEAN Vision 2020, ASEAN Vision 2020, tầm nhìn ASEAN 2020. Mục đích là để thúc đẩy economic integration, sự hội nhập kinh tế. Thứ ba đó là economic cooperation trong hợp tác kinh tế thì tập trung vào những lĩnh vực sau: trade, thương mại, investment, đầu tư, finance, tài chính, agriculture, nông nghiệp, industry, công nghiệp, tourism, du lịch, etc., vân vân. Phần tiếp theo chính là các word patterns of office policy. Chúng ta có từ đầu tiên respectful. Các em lưu ý đây là một danh từ, tôn trọng. Pay attention to, chú ý. Be aimed at, nhằm mục đích. Các em thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phần từ vựng nhé. Chúng ta sẽ có hai phần, đó là pronunciation and vocabulary. Chúng ta đi qua hai câu đầu tiên. Choose the words whose strength is different from the rest. Các em hãy chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại. Câu số 1. Endanger. Potential. Extinction. Medical. Vậy chúng ta có thể thấy phương án cần lựa chọn ở đây chính là phương án D. Nhấn vào âm nhất. Còn lại, những từ còn lại, nhấn vào âm nhị. Medical. Số 2. Commercial. Habitat. Chemical. Homemaking. Chúng ta có thể thấy phương án cần lựa chọn chính là phương án A, commercial, nhấn vào âm nhì, còn lại là âm nhất. Hai câu tiếp theo. Choose the word who has the underlying part pronounced differently from the rest. Chúng ta hãy chọn từ có từ gạch chân đọc khác với các từ còn lại. Số 3. Enact. Awareness. Established. Domains. Vậy phương án cần lựa chọn ở đây là phương án B, đọc khác với các phương án còn lại. Số 4. Pollution. Cultural. Sufferings. Construction. Vậy phương án cần lựa chọn ở đây chính là phương án A, pollution. Câu số 5. Choose the words closest in meaning to the underlying word in the following question. Các em hãy chọn từ gần nghĩa nhất với từ gạch chân.
Many politicians advocated that women should not be discriminated against on the basis of their sex. Từ advocated có nghĩa là gì? Từ này chúng ta học ở trong bài chính là ủng hộ. Vậy chúng ta xem các nghĩa ABCD nhé. Criticize, chỉ trích. Consider, xem như. Struggle, đấu tranh. Support, ủng hộ. Vậy phương án các em cần lựa chọn đây chính là phương án D, ủng hộ. Câu thứ 6. Choose the words opposite in meaning to the underlying word in the following question. Các em hãy chọn từ trái nghĩa với từ gạch chân. We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Polluted có nghĩa là gì? Nó chính là bị ô nhiễm. Vậy các em xem nghĩa của các phương án ABCD nhé. Contaminated, bị ô nhiễm. Purify, được làm sạch. Accelerated, được thúc đẩy. Respected, được tôn trọng. Vậy phương án chúng ta cần lựa chọn ở đây chính là phương án B, được làm sạch, trái nghĩa với bị ô nhiễm. 6 câu tiếp theo sẽ tập trung vào đó là choose the correct answer to each of the following questions. Chọn phương án đúng cho những câu hỏi sau. Câu số 7. The authority has a lot of great efforts to save endangered species. Câu này đã kiểm tra kiến thức về collocations. Vậy chúng ta xem keyword ở đây chính là efforts. Chúng ta có cụm từ make an effort to do something, nỗ lực làm việc gì. Vậy phương án chúng ta có thể lựa chọn ngay chính là made, phương án A. Câu này có nghĩa là chính quyền đã nỗ lực rất nhiều trong việc cứu các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Câu số 8. It's reported that humans are the main reason for most species decline and habitat. Đây là một câu đang kiểm tra kiến thức về từ loài. Vậy các em hãy xem trong phần này chúng ta cần điền từ loài gì. Chúng ta quan sát habitat là một danh từ. Vậy ở đây chúng ta cần điền tiếp một danh từ để tạo thành một noun phrase, một cụm danh từ. Chúng ta có xem các phương án ABCD. A, destructive là một tính từ, phá hủy. B, destroy, phá hủy, động từ. C, destructor, kẻ phá hủy, danh từ. Và D, destruction, sự phá hủy, danh từ. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem là phương án C hay D, bởi vì có C và D là danh từ. Bây giờ chúng ta xem nghĩa của từ để chúng ta chọn phương án đúng. Câu này có nghĩa là người ta nói rằng con người là nguyên nhân chính làm giảm hầu hết các loài cũng như phá hủy môi trường sống. Vậy trong trường hợp này, danh từ này có nghĩa là phá hủy, sự phá hủy. Phương án các em cần lựa chọn chính là phương án D, destruction. Hai câu tiếp theo. Câu số 9. One main goal of the association is to promote peace and stability through respect, justice, and the rules of law in the relationship among countries in the region. Với câu như thế này đang kiểm tra kiến thức về giới từ. Vậy chúng ta thấy là respect đi với giới từ for. Chúng ta có respect for có nghĩa là tôn trọng cái gì, tôn trọng ai. Chính vì vậy, phương án các em cần lựa chọn ở đây chính là phương án B. Respect for. Câu này có nghĩa là một mục tiêu chủ yếu của hiệp hội đó là xúc tiến hòa bình và ổn định qua việc tôn trọng công bằng và luật pháp trong mối quan hệ giữa các nước trong khu vực. Câu số 10. It's a detailed description of a person's life written by somebody else. Câu này đang kiểm tra nghĩa của từ. Vậy chúng ta phải xem câu này mang nghĩa như thế nào. Đây là mô tả chi tiết về cuộc sống của một người mà do người khác viết nên. Chúng ta xem các nghĩa A, B, C, D để chúng ta chọn phương án đúng nhé. A. Novel, tiểu thuyết. B. Comic, truyền tranh. C. Biography, tiểu sử. D. Science fiction, khoa học viễn tưởng. Vậy chúng ta chọn phương án, đó là phương án C, tiểu sử. Biography. Hai câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Câu số 11. He dedicated all his life maintaining global peace. Trong câu như thế này cũng đang tập trung kiểm tra kiến thức về giới từ. Về các em xem dedicate đi với giới từ nào.
chúng ta có cụm từ dedicate something to doing something, cống hiến cái gì vào việc gì. Chính vì vậy, phương án các em cần lựa chọn ở đây chính là phương án A. Câu này có nghĩa là em ta đã cống hiến cả cuộc đời mình trong việc duy trì hòa bình thế giới. Và câu cuối cùng, câu số 12. An is the one that watched again or met closely with the MF, ensuring that the rules are legally obeyed. Câu này đang kiểm tra về nghĩa của từ. Vậy chúng ta xem câu này mang nghĩa gì để chúng ta chọn các phương án ABCD nhé. Là người quan sát trận đấu hay trận bóng sát sao nhằm đảm bảo việc tuân thủ đúng luật chơi. Các em xem nghĩa của ABCD. A. Goalkeeper, thủ môn. B. Defender, hậu vệ. C. Referee, trọng tài. Và D. Opponent, đối thủ. Vậy, phương án các em cần chọn ở đây chính là referee, trọng tài. Các em thân mến, vậy là cô vừa mới hệ thống toàn bộ kiến thức từ vựng của học kỳ 2 thông qua sơ đồ tư duy của những nhóm từ. Cô hy vọng rằng với sơ đồ tư duy và nhóm từ sẽ giúp cho các em ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả nhất. It's time for us to say goodbye. Thank you and see you again.